Hello, tổng chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh âm thanh BT Củ Chi. Tiếp tục hôm nay lên một bộ ai răng anh em, âm ly ai răng BA203XG. Con này hoạt động tốt, máy mặt tiền còn liên lạc sạch sẽ, đẹp đẽ, mua về dùng ngay nha anh em. Và mình đang phối ghép với một cặp lo ai răng răng 5. Này ai răng răng 5 nghe mọi người. Lo là có là một bát, hai chép và một cái trung, một thùng 25 từ đôi đời ai răng răng 5, thùng rất là to nghe mọi người. Đó thì em lên một bộ này, các nào xem thấy thích thấy cần thì liên hệ mình đặt hàng. Âm ly ai răng 203XG và một cặp ai răng răng 5 trọn bộ luôn anh em, có lưới ai căng đầy đủ. Thì hàng này là hàng cũ đã qua sử dụng nhưng còn dùng tốt, nghe tiếng còn rất hay nghe mọi người, karaoke là nhẹ te luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test chắc âm tiếng nhạc cho anh em nghe trước. Đây là đang mở cái này nè. Rồi dặn nhạc lên lại nè. Có 3 lăng cân bằng. Chép nè. Rồi nhắn vô 3SEQ ở đây nha anh em. Rồi nhắn vô cái chép nó sẽ mạnh hơn nha. Và bass nó cũng đồng thời bass nó cũng tăng lên luôn. Đó, nhạc hai kênh đánh đồng đều. Rồi tiếp đến mình sẽ test phần echo quang nhạy. Máy dùng tốt, full chức năng nha mọi người. Mua về ghép vô là hát khai liền. 1 2 3 4 5 6 7. Alo 2 3 4 5 6 7 8 9. Tiếng nhẹ bay bổng, nghe câu cực khóc. Hello 1 2 3 4. Rồi mic số 2 nè. Tiếp đến mic ở trên, mic số 1 luôn nghe anh em. Alo 1 2 3 4 5 6. Rồi nhắn vô mono ha. Tiếng ca cực nhẹ co cho những cái dòng ai răng XG. Đó thì bộ này bác nào xem thích ưng ý thì liên hệ shop đặt hàng ủng hộ nghe anh em. Rồi gấu mít ra luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tổng quan cặp lo trước cho mọi người xem. Lo tình trạng thùng dách thì cũng còn tương đối thôi nha anh em, chứ không phải là đẹp như mới, nhưng mà thấy là cũng còn sáng láng sạch sẽ. Có một hai cái góc cạnh mặt tiền nó bị móp tí xíu, chẳng hạn như ở đây. Ở này móp nhẹ tí. Ở một lo chúng ta là một bass 25 ai đi răng răng 5 chính hãng nha anh em. Bass 25 khung sườn nè, khung sườn nhôm nè, một trung nè và hai con chép. Ở chép quay đánh như hướng này rồi chép đánh hướng này, bên đây cũng như vậy. Đó thì cả bộ này có mức giá rất là hợp lý, 2.500.000 đồng cả bộ Adirang XG và một cặp lo Adirang Văn 5. Cả bộ này giá 2.500.000 đồng, còn hoạt động tốt bình thường nghe anh em. Ở góc đằng sau nè, những cái dòng này hùng nó to và trang bị nhiều lo và bass xịn thì chắc âm nó rất là hay nghe anh em. Răng răng 5 em này có công suất là 200W đến 400W nè, công nghệ Hàn Quốc, lưới dây căng đầy đủ anh em, có 4 tấm lưới luôn.
xem bên trong của âm ly luôn nghe nè. Nắp máy này mình sơn tút lại nha. Nắp Airirang này sơn lại nha mọi người. Rồi dàn nhạc lên lại đi. Đó, review nghe nghe nè. Ở bên trong nội thất của Airirang ít giờ bằng công suất nguyên dàn gin, sò gin. Hát tốt, hoạt động bình thường và độ bền cao luôn nghe nè. Tăng phô nè, tăng phô tròn trà ná lửa. Ở máy này tình trạng hoạt động tốt và hình thức là nói chung cũng sạch sẽ, đẹp, công suất gin. À, thì tổng thể cả bộ này chỉ như thế. Thì anh em nào cần một bộ karaoke gia đình chính hãng mà hát chắc âm nó kha khá, chúng ta nên xem xét bộ này. Rồi bây giờ mình tiến hành gỡ bên trong cái lo ra cho mọi người xem bên trong. Bên trong này có phân tầng đầy đủ nha, phân tầng có cuộn cảm luôn. Đây gặp lo ai răng dân 5 tháo ra nha mọi người. Lo dân 5 là bass 25 từ kép và khung sườn nó làm bằng gen bằng nhôm nha anh em. Ở màn mũi đẹp, đánh tiếng cũng tốt nha, bình thường. Đó, dòng này là dòng karaoke hay và nhiều người muốn mua. Tại vì nó trang bị là một bass, hai kép và một trung. Rồi để mình coi chiếc bass bên đây anh em. Hai chiếc nha. Đó, lo cũ đã qua sử dụng nhưng còn dùng tốt. Thùng còn tương đối luôn. Lưới căng đầy đủ nha anh em. Đó, màn mũi đẹp. Rồi đặc biệt thì dòng này có trang bị phân tầng cuộn cảm đầy đủ nè. Ở ba điện trở, ba tụ, một cuộn cảm. Bên đây cũng như vậy, hai bên như nhau nha nè. Đây cuộn cảm dây đồng nè. Một đép, hai đép và một trung. Bên đây cũng như thế, đó, tổng quan ha. Rồi thì clip hôm nay là mình chỉ lên một bộ như thế này. Anh em nào xem thấy thích, thấy ưng thì liên hệ shop đặt hàng. Airirang trọn bộ này giá chỉ 2.500.000 đồng nha anh em. Ở giá này chưa bao gồm phí ship. Hàng này là hàng, bộ này cũng thuộc dạng hàng tầm trung bình. Tầm trung bình khá nha anh em. Tiếng hay, echo nhẹ, dòng karaoke dễ dùng dễ hát, giá chỉ 2.500.000 cả bộ. Ở bác nào xem thích ưng ý thì liên hệ trực tiếp để đặt hàng, số lượng chỉ có một bộ. Ở hàng này thì cũng nhiều người kiếm nha anh em. Ở lo này cũng ít có lắm, lo ai răng dân năm là hàng ít có, hàng khó kiếm, ít có khó kiếm. Rồi chân thành cảm ơn anh em đã xem clip, bye bye và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.